Nếu bạn là người yêu thể dục thể thao, muốn có cho mình một trong những thiết bị để đo lường kết quả sau mỗi buổi tập luyện, thì hôm nay hãy để mình giới thiệu đến các bạn một trong những chiếc vòng tay thông minh giá rẻ, tầm giá 100k, đáng mua nhất nhé. Và giờ thì bắt đầu thôi. Vòng đeo tay thông minh M4 là thiết bị đeo tay thông minh có rất là nhiều những tính năng hữu ích như đo nhịp tim, đo huyết áp, đo lượng oxy trong máu và đương nhiên rồi có cả đếm bước chân. Những tính năng đó sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi sức khỏe mỗi ngày và có nhìn tổng quan hơn để đưa ra quyết định thay đổi, cải thiện cuộc sống mỗi ngày. Vòng đeo tay thông minh M4 có cho mình một thiết kế trẻ trung năng động nhưng không kém phần thời trang. Dây đeo thì sẽ được làm bằng silicone mềm dẻo cho cảm giác đeo trên tay thoải mái nhất, không hề có hiện tượng vướng víu nào cả. Dây đeo sẽ có những mốc cài khóa khác nhau, phù hợp với mọi kích cỡ tay, từ trẻ em cho đến người lớn, nên mọi người dễ dàng vận động, tập luyện mà không lo lỏng nẻo hay rớt rớt. Đánh giá về dây silicone, độ bền thì chẳng phải bàn cãi, đi nắng mưa sương gió cũng không hề hấn gì. M4 có khả năng chống kháng nước nhẹ, nhờ đi mưa hay là rửa tay thông thường. Không nên thử thách nó quá giới hạn cho phép vì nó sẽ trực tiếp khiến thiết bị của bạn không thể tiếp tục hoạt động. Bề mặt thiết bị M4 sẽ có kích thước màn là 0,91 inch HD cho chất lượng hiển thị rõ ràng, sắc nét, góc nhìn tương đối là lịnh mắt. Tuy nhiên khi ở môi trường ngoài trời với ánh sáng cao sẽ khiến hiển thị của thiết bị không thể nào nhìn rõ ràng được. Cũng dễ hiểu thôi phải không, với mức giá dao động chỉ 100.000 Việt Nam đồng thì những gì mà nó mang lại thật sự rất đáng đồng tiền bỏ ra để sở hữu. Nếu như các bạn đang quan tâm đến mẫu sản phẩm này, có thể click đặt mua ngay tại VLED với mức giá ưu đãi nhất nhé. Thời gian sử dụng từ 2 cho đến 3 ngày tùy vào tần suất mà chúng ta sử dụng. Về những tính năng của M4 thì chúng ta có thể đếm bước chân, theo dõi giấc ngủ, đo oxy trong máu, đo huyết áp, đo nhịp tim và các bạn có thể xem báo cáo sức khỏe rất là cụ thể ngay ở trên app. Để có thể tải app thì chúng ta sẽ quét mã QR ở trên sách hướng dẫn hoặc là quét mã QR ngay trên vòng tay thông minh. App sẽ hỗ trợ với hai hệ điều hành iOS và Android và trên app thì chúng ta sẽ hỗ trợ là tiếng Việt, phù hợp với mọi đối tượng người dùng. Đánh giá tổng quan về vòng đeo tay thông minh M4, đây là một trong những thiết bị theo dõi sức khỏe cực kỳ đáng mua ở trong tầm giá 100.000 Việt Nam đồng. Và nếu các bạn đang quan tâm thì mình sẽ để đường link đặt mua sản phẩm ở bên dưới phần mô tả của video nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để được nhận những thông báo những video mới nhất từ bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tới. Xin chào.